Ngữ pháp tiếp theo là một cái ngữ pháp rất là hay, đó là vê tạ và vê rự cộng với karaniwa. Karaniwa. Tùy vào hoàn cảnh khi nào chúng ta, khi mà hành động đấy nó xảy ra rồi thì chúng ta sẽ là kita. Ví dụ mình đang ở Nhật thì chúng ta có thể kita, nếu chúng ta vê tạ được. Nếu mà chưa đến thì sẽ là kuru. Nghĩa câu này là một khi mà đã làm cái này thì thế nào đó. Một khi mà đã thì sẽ. Okay. Một khi mà đã yêu thì phải cưới. Như nào đây? Một khi mà đã yêu. Nếu mà trong trường này chưa yêu đúng không? Đây là chỉ là hai người nói chuyện với nhau thôi. Suru này. Yêu này. Ai suru kara ni wa kekkon shinai to ikenai. Hay là gì nhỉ? Tsukiyou kara ni wa zettai kekkon shimasu. Zettai kekkon shimasu. Hay là một khi mà đã hứa thì phải giữ lời hứa chẳng hạn đúng không? Thì phải giữ lời hứa. Ừ, sẽ là yakusoku shita kara ni wa mamoru beki desu. Mamoranakereba narimasen. Hay là gì nhỉ? Một khi mà đã sinh ra trong cõi đời này rồi thì tôi muốn sống thật là hạnh phúc chẳng hạn đúng không? Umarete kita kara ni wa shiawase ni itai desu. Ikitai desu ne. Nghe nói lại một lần nhé, câu này khá là hay đúng không? Umarete kita kara ni wa shiawase ni ikitai desu. Một khi anh đã đến thì em cứ yên tâm. Đúng không? Hay đang bị ai đó bắt nạt đúng không? Mình ra mình bênh đúng không? Em cứ yên tâm. Một khi anh đã đến thì em cứ yên tâm. Hay là kita kara, watashi ga kita kara ni wa daisubu desu yo. Shinpai shinakute iin desu yo. Hay là một khi mà đã lấy nhau về rồi thì tôi rất là muốn có một gia đình thật là hạnh phúc đúng không? Chúng ta sẽ dịch câu này là gì đây nhỉ? Kekkon suru kara ni wa shiawase no kate o tsukutte hoshii desu. Nên hay là tsukutte ikitai desu. Nên là mọi người này, một khi mà các bạn đã học tiếng Nhật rồi liên tục luôn đi, đừng có từ bỏ đúng không? Không từ bỏ, sẽ nói như nào? Nihongo o benkyou shita kara ni wa saigo made benkyou shite hoshii desu. Một khi đã nói là phải làm đến tới cùng. Đúng không? Câu này rất hay nói đúng không? Itta kara ni wa saigomade ganbatte yatte kudasai. Đúng không? Đúng rồi. Ok, xong câu này chưa? Một câu này rất là dễ nhá. Cứ một khi mà đã thế nào đó đúng không? Hay một khi mà đã sang Nhật rồi thì phải thì thành công trở về. Thành công rực rỡ trở về sẽ là mấy tỷ về. Ví dụ bọn mình mà đang đứng ở đây đúng không? Mình sẽ nói là đang đứng ở Việt Nam đúng không? Có vẻ có triệu chứng là, và thường là khi mà đã có triệu chứng là bao giờ nó mang một nghĩa hơi tiêu cực một chút đúng không, hơi mang một nghĩa xấu như một chút. Hay thế bây giờ ví dụ này, đúng rồi. Từ sáng đến giờ em thấy trong người cứ mệt mệt thế nào ấy, đâm ra là hôm nay em muốn xin phép về sớm. Cảm thấy mệt mệt đúng không? Kesa kara kaze kimi nano de. Kesa từ sáng rồi nhé. Kesa kara kaze kimi nano de hayaku kaerasete itadakemasen ka? Hay là chẳng biết sớm một chút thì là hayame ni kaerasete itadakemasen ka? Hay là bây giờ nhìn thầy Dũng đúng không? Nhìn thầy Dũng thì nó thầy Dũng đi tỏ tình đấy mọi người ạ. Trông thầy có vẻ hơi bị căng thẳng đúng không? Hơi bị lo lắng một chút đúng không? Dũng sensei wa sukoshi kincho kimi desu yo ne. Kincho kimi. Ok. Hay so desu. Này, hay là gì đây nhỉ? Đây. Cái chi nó có vào phụ tôi. Hay là con nhà tôi á, con nhà tôi thì làm sao đây? Dạo này trông có nó có vẻ như là rất là dễ béo, hay béo. Hơi béo béo đúng không? Nên là tôi rất là muốn nó gì nhỉ? Vận động nhiều hơn một chút chứ nhỉ. Hay uchi no ko wa futori kimi nano de motto undo shite hoshii desu. Ne. So desu ne. Hay là hết chưa? Ok chưa? Ok. Ok. Mọi hiểu chưa? Dùng cứ bình thường thôi nhá. Gimi đúng không? Tsukare gimi とか. Tsukare gimi. Cũng có. Thực ra thì những cái này nó có một vài những cái từ nó cố định thôi. Cái này thì chúng ta xem những cuốn sách á, nó có những từ nào thì chúng ta cũng bắt chước học và đem ra sử dụng thôi. Hai. Kaze gimi thì thường hay nói gì nói thôi.
kiểu là cả gì kỳ mì em cảm thấy hơi hơi sốt rồi, hơi hơi cảm cảm người đấy, nói như thế thôi chứ không phải quá quan trọng là gì cả. Ok, hay mẫu thứ 9. Tiếp theo, mẫu tiếp theo là về gachi. Gachi dùng nó cũng gần gần giống với gimi bên trên. Chúng ta dịch là thứ nhất đi với danh từ gachi, chúng ta sẽ dịch là thường hay là hay thế nào đó. Thì ví dụ đầu tiên này, hay ốm, tức là bioki gachi đấy, chúng ta dùng một danh từ nhá. Kanojo wa bioki gachi dakara hageshi undou wa dame desu. Nè. Kanojo wa bioki gachi dakara hageshi undou wa dame desu. Câu này nghĩa là gì đấy? Cô ấy là người rất là hay bị ốm ấy, thế nên là không được vận động quá mức, quá sức đúng không? Hageshi undou wa dame desu. Nè. Cứ mang thư rồi đúng không? Ừ. À, trời âm u à, đúng không? Chúng ta sẽ nói một câu Saikin kumori gachi no hi ga zutto tsuzuiteru. So desu ne. Những ngày âm u nó kéo dài. Kumori gachi desu ne, những ngày mà âm u kéo dài đúng không? Hay là gì nhỉ? Ở Việt Nam mình có một cái đặc điểm vào tháng 8, đây là tháng 8 này. Đó là âm u. Đây là tháng 7 chứ. Thôi tóm lại thế này. Thôi tháng nào cũng được nhá. Ở Việt Nam thì tháng 8 thường rất là hay mưa. Chúng ta hay là thường hay mưa đúng không? Sẽ là Vietnam では hachigatsu wa ame gachi desu. Ame gachi desu. Ok. Nè, động từ dạng omasu. Omasu đi cộng gachi cũng được đúng không? Ừ. Hay là gì? Tôi thì thường hay dễ bị ốm lắm. Ừ. Watashi wa byouki ni nari gachi desu. Ừ, so desu ne. Hay là gì đây nhỉ? Dũng, học sinh của em chứ. Học sinh của em là chuyên trị thường hay có kiểu là quên bài tập đúng không? Quên bài tập sẽ là Shukudai wo wasure gachi desu. Thế là watashi no Thanh sensei no gakusei san wa Shukudai wo wasure gachi desu ne. Hay là chúng ta hay trốn học. Thường hay trốn học đúng không? Trốn học, không biết động từ trốn học không? Saborimasu ne. Saboru. Gakko wo saboru. Trốn làm đúng không? Shigoto wo saboru, kaisha wo saboru, cũng được. Saboru, các bạn nhớ, saboru. Thì bây giờ sẽ là gì đấy? Ví dụ, học sinh chẳng hạn, thường hay trốn học. Hay anh ấy đi. Kare wa gakko wo saboru gachi desu. Kare wa gì đâu? Gakko wo saboru gachi desu ne. Mọi người có một cái lưu ý vừa nãy của mình thấy một bạn là tanoshimi gachi desu ne, thì cái này nó hơi, tức là cái từ gachi nó hơi mang cái ý nghĩa hơi tiêu cực một chút nhá. Mọi người để ý các ví dụ từ nãy giờ mình cũng toàn là những cái ví dụ hơi mang tính tiêu cực, ví dụ như là gì đấy, hay quên này, hay ốm này, thì chúng ta ít khi đi với những cái từ mà mang cái nghĩa tích cực như vậy nhá. Ok, mọi người hiểu chưa? Cái từ gachi nó chỉ đi với hai dạng, một là danh từ gachi và động từ bemas, bỏ mas của cái gachi trước mắt là như vậy trong cái hạng lời bài nhé mọi người nhé. Nên là cái từ urayamashi vừa nãy là cái nhận có tính từ thì chúng ta chưa dùng này, chưa dùng theo đấy. Còn ba mẫu nữa, đó là mẫu 10, mẫu 11, 12, thì ba mẫu này đều liên quan đến cách dùng của mono. Mono thì chắc là bạn nào học từ N5, N3 lên N2, N1 sẽ thấy cả đống một rổ mono với cả cô tổ đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết ba cái mono đầu tiên. Mono đầu tiên đó là mono này đứng ở cuối câu. Đứng ở cuối câu và đứng trước nó là thể thường. Thì cái từ này nó mang ý nghĩa giống hệt như từ kara, là trình bày lý do chứ nhỉ? Trình bày lý do. Và đầu tiên thì ở đầu câu nó hay thêm từ datte. Datte. Ví dụ như là tại vì em thích mà, đúng không? Datte suki da mon. Datte suki da mon desu ne, suki da mon. Đây đang nói về mono và mon giống nhau đúng không? Quên mất không nói. Hay mono, bạn nói mono cũng được, nhưng mà người Nhật thì hay nói là mon desu ne. Không phải mono đào nhá, là mon hoặc là mono, chấm câu luôn nhá. Chấm câu luôn. Datte suki da mon, suki da và mon desu ne. Tại vì em thích mà, ne. Đúng không? Sao em không ăn? Tại vì nó gì nhỉ, không ngon mà. Nan de tabe nai no? Datte oishiku nai mon. Datte oishiku nai mon. Oishiku nai mon. Sao đêm hôm qua em không về? Thôi, tại vì em quên không về.
Thôi, tại vì em quên rồi chứ nhỉ? Datte wasureta mon desu ne. Datte wasureta mon. Hay là các bạn mà tại vì ghét mà đúng không? Datte kirai nan da mon desu ne. Hay là tại vì xinh gái mà. Datte kawaii mon desu ne. Kawaii. Bảo sao đúng không? Bảo thầy thầy Dũng làm sao mà cứ ngồi ngắm ảnh của ai của mấy em dáng đẹp á, thế mà tại vì gì đấy? Tại vì Datte kirei da mon. Ne, datte kirei da mon desu ne. Datte kirei da mon. Thầy Dũng đều quá, chuẩn luôn đấy. Hay là sao con học tiếng Nhật mãi mà chả tiến bộ lên thế? Ui dồi ôi, mẹ ơi, tại vì nó khó mà đúng không? Nihongo wa muzukashii mon desu ne. Ok. Muzukashii mon. Ne. Ok, mọi người hiểu chưa? Ok. Tiếp. Ngữ pháp tiếp theo. Tiếp theo nè. À, ngữ pháp tiếp theo là nó gần gần giống cái bên trên, cái bên trên chúng ta nhìn thấy nó đứng ở cuối câu đúng không? Bây giờ nó sẽ là đứng ở giữa câu. Mono de hoặc là mono desu kara cũng câu, là diễn tả lý do. Cái mono kia này nó tương đương với datte nhỉ? Ừ. Datte là đứng đầu câu. Trong cái câu này nó không có datte này. Tức là mono nhá, mono cộng với kara đằng sau. Tức là giải thích lý do thôi. In desu ka? Hay, rồi. Ví dụ như thế này đúng không? Mình hỏi là gì à? Cô ơi, tại sao hôm qua cô không đến thế? À, hôm qua em bị ốm, bị sốt đúng không? Nên là em không đến được. Kino netsu o dashita mono dakara korare nakatta. Đúng không? Né. Đúng rồi. Netsu o dashita mono dakara. Hay là những cái ví dụ như là tại sao mình không hay đi du lịch nước ngoài? Bởi vì mình kém tiếng Anh chẳng hạn đúng không? Sẽ là? Bởi vì kém tiếng Anh à? Ego ga nigaete namu no, nigaete namu no dakara kaigai ryoko wa amari shinai. そうですね。海外旅行ですね。英語が苦手ものだから、苦手なものだから、海外旅行はあまりしない。OK。Hay là gì ấy nhỉ? Những ngày đầu những bạn nào mà mới sang Nhật đúng không? Đi sẽ nói với người Nhật là vì em chưa hiểu lắm về phong tục tập quán của Nhật Bản nên là chắc sẽ còn nhiều điều mà chưa phải vì anh chị hay nhiều điều thất lễ đúng không? Sẽ là Nihon no shūkan wa amari shirare nai mono dakara shitsurei suru kamoshirenai. Hay là vì buồn quá nên là em khóc rất là to đúng không? Sẽ là kanashi katta mono dakara ogoe de naite shimatta. So desu ka? So desu ne. À không, em là đang cười tém tém. Hay. Mọi hiểu chưa? Là nó không có gì khó đâu rồi, cái lý do này tại vì tôi thế này. Một câu học cuối cùng ngày hôm nay. Dài quá trời, mấy giờ rồi? Đó là kém 10. Hay. Một câu học cuối cùng đó là mono ka. Nè, mono ka. Thì chúng ta sẽ dịch là gì đây nhỉ? Chắc chắn là sẽ không, hay là làm sao mà có chuyện như vậy nhé. Tức là diễn tả cái mình không tin cái điều đó là sẽ như vậy, hay là mình sẽ không bao giờ làm cái việc đó. Ví dụ như sao ạ? Cái thứ nhất là về cách sử dụng, chúng ta sẽ có danh từ tính từ đôi na cộng với monoka, tính từ đôi y với monoka và zeru monoka. Thì cái này coi mono là một danh từ và chúng ta kết hợp bình thường là với ba dạng. Thứ nhất là tính từ đôi na, tính từ đôi y và danh từ động từ nhé, zeru monoka. Ví dụ câu này. Câu gì bây giờ? Sao mà có chuyện đấy được? Có lẽ là có điều gì sai trong đó. Trong đó đây. Sonna koto aru mon ka? Sonna koto aru mon ka? Naneka no machigai daro? Naneka machigai daro? Câu này sẽ là làm gì có chuyện đó đúng không? Chắc là có sai sót gì đây. Ví dụ mẫu pháp khó quá, mình hiểu đúng không? Mẫu pháp khó như thế này sao mà hiểu ngay được? こんな難しい文法はすぐ理解できるもんか。そうですね。こんな難しい文法はすぐ理解できるもんかですね。làm sao mà có hiểu được cái câu ngữ pháp khó như này ngay lập tức luôn đúng không? Hay là tiếp cuối cùng đi. あんな人と結婚するもんかですね。あの人と結婚するもんか。ね。làm sao mà lấy cái thằng đấy được cơ chứ đúng không? Mình nhờ vào ai đó, ví dụ một cái thằng đó nó hay thất hẹn với mình chẳng hạn. Sao mà tao nhờ cái thằng đấy? Sao mà nhờ cái thằng đấy á? Anna hito ni tanomu mon ka. Ok. Hay là còn mỗi câu này trong gì nhỉ? Trong mấy cuốn sách mà thấy hay gặp. Thì ra trong ngoài đời thường cũng hay gặp lắm. Đó là gì? Hay đi với lại từ ni độ tố mon ka. Ni
độ tốt cứ được mong cả, nghi độ tốt ít mong cả. Nghi độ tốt là không bao giờ đến lần thứ hai, tao mà đến đấy lần thứ hai á. Nghi độ tốt cứ được mong cả. Vào một quán ăn thì nhỉ, thì đại một cách rất là dở. Rồi thì món ăn trong đấy thì có món sâu chẳng hạn, tóc. Thì lúc đấy mình phải nói câu đấy đúng không? Tao mà đến là chết luôn. Nghi độ tốt cứ được mong cả. Thực ra cái từ này thì mình dịch rất là nhiều nghĩa, nhưng mà tóm lại mình hiểu cái nghĩa là mình sẽ không bao giờ làm cái việc đó, hay là cái chuyện đó không thể nào mà có thật được. Ok, Nihongo wa kantan na mon ka, ureshi mon ka, komatteru n desu ne. Câu này nào vui đâu mà vui, đang gì đấy, vui nào mà vui, tao đang gặp khó khăn đây, đang vất lắm đây này. Ok, hai bạn Hạnh có câu hay này, anai hito o shinjiru mon ka. Tao không thể nào mà tin người đó đúng không? Chắc chắn không tin người đó được. Mon ka. Mon ka. Mon ka. Taberu mon ka. Hai, ということで 50分 が経ちました. Bài hôm nay khá là dài, nhưng mà hôm nay bọn mình tổng hợp lại những cái ngữ pháp còn lại của ngữ pháp của N3, thì từ giờ trở đi sẽ tiếp tục làm ngữ pháp của N2. Thì mọi người xem qua như này có thể hơi nhanh một chút, nhưng mọi người nhớ dành thời gian và xem lại nhé. Hay. Ghi ra và đặt thật nhiều ví dụ nhé. Chúc mọi người học N3 thật là tốt. Ichizukan atoyumani desu ne. Không biết từ atoyumani không? Atoyumani desu ne. Tức là loáng một cái, mèo một cái. 1時間はあっという間にですね、あっという間に週末ですね、あっという間にまた月曜日ですね、あっという間に1年間ですね。はい、じゃあ皆さんもお疲れ様でした。ごめん、本当僕が学ぶ tiếng Nhật là phải thế nào? Học đến cuối cùng ですね。còn nhớ cái ngữ pháp này ôn lại một tí nhé。日本語を勉強するからには、日本語の勉強を始めたからには最後まで頑張りましょう。 OK、ね、最後まで頑張りましょう。はい、お疲れ様。はい、皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。